Đây là một hồ câu ở bên Trung Quốc nha, siêu rộng luôn. Đó, quá rộng lớn. Họ ngăn ra thành từng từng hồ một. Đây là chỗ đầu tiên. Xe ô tô xếp ngoài kia. Chỗ cái khu này hình như là câu lưu. Tất cả các anh em câu lưu đều ra đây. Bạn nhỏ này siêu nhỏ, chắc là chỉ khoảng lớp 5, lớp 6. Xa kia là những anh em câu đài, nhưng mà chân quá không thể chạy được. Quá rộng. Đấy, đây kiểu như là một công viên luôn.
một công viên siêu to luôn.